Chào mừng đại lễ 30 tháng 4 và quốc tế lao động ngày 1 tháng 5. Tại khóa nền tổng hợp.com có chương trình ưu đãi giảm giá lên đến 60% cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác. Kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất, chỉ với 48.000 đồng quý vị sẽ sở hữu ngay cho mình một gối hơi cao cấp Anita hoặc là một vỏ gối thắng lợi. Ngoài ra thì nệm bông ép Hàn Quốc giảm sốc 60% chỉ còn 499.000 đồng. Nệm cao su foam latex giá 2.800.000 đồng, giảm sốc chỉ còn 999.000 đồng, tặng kèm một bộ trap cùng size. Bên cạnh đó giảm 10% cho khách hàng thân thiết và giảm 30% cho dịch vụ vệ sinh nệm và sofa tại nhà. Đặc biệt duy nhất tại khoa nệm tổng hợp.com với chương trình giải phóng trap cũ, phụ trap mới. Nếu như gia đình quý vị đang có những bộ trap cũ đã qua sử dụng, vẫn còn nguyên vẹn và đầy đủ bộ 4 món hoặc là 5 món, bao gồm 2 vỏ gối nằm, 1 vỏ gối ôm, 1 trap và 1 mền, thì hãy mang đến khoa nền tổng hợp.com để đổi lấy bộ trap mới trên sale Anita với mức giảm từ 100 cho đến 200.000 đồng. Và nhân dịp đại lễ lần này, tất cả những sản phẩm tại khoa nền tổng hợp.com sẽ được giảm giá từ 20 cho đến 60% cùng vô vàn những phần quà hấp dẫn khác. Nào, không chần chừ gì nữa, hãy tranh thủ giảm giá, mua sắm thả ga cho cả nhà mình thôi quý vị ơi.